thứ 20, Josep Martinez trong một pha phản công đã không thể đưa bóng lên phía trên khi bị đối thủ áp sát một cách nhanh chóng. Nhận thấy Lionel Messi đang đà băng lên ở một vị trí thuận lợi, tiền đạo người Venezuela cố gắng chuyển bóng đến chân của Ed Pulga. Dù cho sau khi nhận bóng, chính Messi cũng bị rơi vào tình huống tương tự, nhưng có lẽ anh đã quá quen với việc này. Từ cự ly hơn 30 mét, Ed Pulga tung ra một cú sút sấm sét với lực sút lên đến 87 km/h và bóng đi thẳng vào lưới dù cho Andre Blake của Philadelphia Union đã dướn người hết cỡ. Từ đó một siêu phẩm được ra đời dưới đôi chân của thiên tài Lionel Messi. Inter Miami đã lột xác nhanh chóng đáng kể từ khi huyền thoại người Argentina đặt chân đến đây và thêm một màn trình diễn thượng thừa nữa mà Messi vừa chiêu đãi cho người hâm mộ Inter Miami tại bán kết lịch cấp. Và ngay sau đây, hãy cùng tôi, bình luận viên Mai Anh Tài đến với 90 phút đẳng cấp của Messi trước Philadelphia Union trên sân nhà Sabura Park của họ trong video ngày hôm nay. Vẫn là màu áo hồng quen thuộc, Lionel Messi ra sân ở vị trí tiền đạo lệch phải và là một trong ba mũi đinh ba trên hàng công cùng hai người đồng đội Robert Taylor và Joseph Martinez. Vì đã là bán kết của League Cup nên đối thủ của Inter Miami khá mạnh. Philadelphia Union cũng không phải ngoại lệ khi họ nằm trong top 3 đội mạnh nhất MLS miền Đông sau 23 vòng đấu và là vô địch ở mùa giải trước. Còn đội bóng của David Beckham hiện đang tạm đứng chót của bảng xếp hạng này. Tuy nhiên đó là câu chuyện của giải nhà nghề Mỹ, nơi mà Lionel Messi vẫn chưa có trận đấu chính thức nào. Và hiện tại Messi đang biến Inter Miami thành một thế lực khó bị can cản. Huyền thoại người Argentina là nguồn cảm hứng bất tận cho các đồng đội trên sân. Mặc cho Philadelphia Union có chơi pressing tầm cao, thì Inter Miami vẫn tìm cách gây đổi biến. Bằng chứng được cụ thể hóa chỉ sau 3 phút trên sân, Saburupak Park. Trung vệ Sergi Christophe trung đường truyền dài vượt tuyến thuận đà di chuyển của Joseph Martinez và tiền đạo người Venezuela rất điểm một chạm làm tung nóc lưới của Philadelphia Union, đưa Inter Miami vươn lên dẫn trước 1-0. Khi các đồng đội đang mải mê ăn mừng bàn thắng, Martinez vẫn đi tìm bóng hình của Messi và anh tiến lại trao cho người đội trưởng của mình một cái ôm đầy ấm áp. Điều đó càng cho thấy tầm ảnh hưởng của El Pulga dù không đã góp trực tiếp vào bàn thắng này. Như với Martinez, Messi đã khiến anh tự tin hơn cho quyết định dứt điểm hiểm hóc của mình. Sau khi có được bàn thắng dẫn trước, Philadelphia Union cũng bắt đầu kiểm soát thế trận và tấn công dồn dập. Điều này có lẽ đã được huấn luyện viên Tata Martino lường trước và cố gắng đưa nhà đi kim vô địch MLS miền Đông 2022 dựa vào cái bẫy phản công của chính Inter Miami. Và ở phút 20, một siêu phẩm đẳng cấp vĩ nhân đã xuất hiện. Bắt nguồn từ đường truyền của Josep Martinez, bóng đến chân của Messi, và trước mặt anh là một hàng thủ bốn người của Philadelphia. nhưng với trình độ của Huyền thoại người Argentina, thì phòng ngự bao nhiêu người với anh cũng chưa bao giờ là đủ. không cần phải đi bóng quá nhiều, Messi từ cự ly hơn 30m đã tung ra một cú sút chìm chéo góc đánh bại hoàn toàn thủ môn Andre Blake bên phía Philadelphia Union, đưa Inter Miami vượt lên dẫn trước 2-0 ngay trên sân nhà của đối phương. một bàn thắng thực sự không có mỹ từ nào để miêu tả vì sự hoàn mỹ của nó được tô điểm dưới đôi chân của thiên tài của đội trưởng Inter Miami. Đây đã là trận thứ 6 liên tiếp Messi ghi bàn trên đất Mỹ và Andre Blake của Philadelphia là thủ môn hay bậc nhất giải. Thế nhưng sự nhỏ bé của người gác đền Jamaica trước một nhà vô địch World Cup là quá rõ ràng trong tình huống anh phải bất lực nhìn bóng đi thẳng vào lưới. Thì đến thời điểm Inter Miami đang dẫn trước Philadelphia 2 bàn, Messi đã ghi đến 9 bàn cho đội bóng của anh và có ít nhất 4 tuyệt phẩm được vẽ nên trong sự há hốc của người hâm mộ. Không chỉ đang dẫn đầu cuộc đua vô phần League Cup 2023, và Messi đang làm nên lịch sử khi giúp Inter Miami có lần đầu tiên chạm một tay và xuất dự chung kết lịch cấp. Còn với đội chủ nhà Philadelphia Union, lòng tự tôn của họ đã bị tổn thương nặng nề. Dù là tân vương MLS, nhưng trước Messi, họ chỉ là một câu lạc bộ nhỏ bé mà thôi. Điều đó càng khiến cho Philadelphia Union càng tấn công, càng hăng, mà không biết được cái bẫy thực sự đang chờ đợi ở phía trước. Khi có Messi trên sân, các cầu thủ Inter Miami đoàn kết như một khối thống nhất. Họ tấn công cùng nhau và phòng thủ cùng nhau, và điều này mở ra nhiều thời cơ cho các đợt phản công chớp nhoáng. Như một định luật bất thành văn cho bóng đá, khi một đội cầm bóng và tấn công nhiều nhưng không ghi nổi bàn thắng, thì ắt sẽ phải trả giá đắt. Fiorentina Union tiếp tục chứng minh điều đó là đúng khi họ có nửa hiệp một kiểm soát bóng để tìm đường vào khung thành của Inter Miami để rồi sau đó bất lực. Thì ở chiều ngược lại, Messi và các đồng đội muốn dứt điểm trận đấu sớm hơn để tránh đêm dài lắm mộng. Như đã nói tại Inter Miami thì Messi chính là nguồn cảm hứng bất tận. Các cầu thủ luôn nhìn cách El chơi bóng mà cố gắng phân đấu vì mục tiêu chung. Thế nên khi cả Josep Martinez và Messi tỏa sáng trên hàng công, thì cầu thủ còn lại chờ hàng tiền đạo là cầu thủ Robert Taylor cũng muốn có cho mình những giây phút huy hoàng của riêng mình. Ở phút 45 cộng 3, Taylor thấy Messi bị các cầu thủ Fiorentina Union kèm cặp khá rát sau siêu phẩm và anh chẳng thể nào truyền bóng cho anh trong tình huống như vậy. Vì vậy, Robert Taylor đã thực hiện tình huống rơi rắt khéo léo ở giữa sân rồi chọc khe cho Jordi Alba thoát xuống bên phía cánh trái đối mặt với thủ một. Cựu hậu vệ của Barcelona không bỏ lỡ thời cơ. Alba sút chéo góc nâng tỷ số lên 3-0 cho Inter Miami. Và giờ ai có thể cản Messi và các đồng đội tiến vào chung kết League Cup được nữa đây? Thậm chí bước sang hiệp 2, khán giả tại Saburu Park cố gắng gieo vang cổ vũ chủ nhà Philadelphia Union, nhưng Inter Miami mới là đội kiểm soát bóng trực diện hơn. Do đã có lợi thế quá lớn, huấn luyện viên Tata Martino muốn các học trò chơi cầm chừng mà vẫn tạo ra không ít sóng gió khi Messi vẫn còn ở trên sân. Nhưng chỉ 15 phút đầu của hiệp 2, huấn luyện viên Tata Martino đã rút cả Robert Taylor và Joseph Martinez ra sân, khiến cho Inter Miami mất hẳn sức chiến đấu trên hàng công. Lúc này Messi vẫn giữ lại được vai trò truyền lửa cho những người đồng đội. Tuy nhiên, Philadelphia Union lại tận dụng quãng thời gian hiếm hoi này để tấn công nhiều hơn. Thủ thành Drake Calendar của Inter Miami đã rất xuất sắc với hàng loạt pha bắn phá khung thành mà anh vẫn cứu thua thành công. Có bất lực, Philadelphia Union thay cả lão tướng 36 tuổi Alexandro Bedoya vào sân và bất ngờ thay chính tiền vệ này đã có bàn thắng ở phút 71 trong một tình huống tấn công. Sau khi ghi được bàn, Philadelphia Union tiếp tục tràn lên tấn công dưới sự cổ vũ của cổ động viên nhà. Nhưng điều này lại một lần nữa khiến họ sập bẫy của Inter Miami. Dấu chấm hết cho Philadelphia diễn ra ở phút 84 khi Miami nâng tỷ số lên thành 4-1 do công của David Ruiz. Messi châm ngòi cho bàn thắng với đường truyền cho Jetlin lao lên bên phía cánh phải để hậu vệ này xẻ nách cho tiền vệ trẻ 19 tuổi ghi bàn. Và đây cũng là tỷ số chung cuộc của trận bán kết League Cup 2023 với thắng lợi 4-1 nhưng về phía Inter Miami. Một trận đấu nữa mà Messi cho thấy đẳng cấp của anh hiện tại không khác gì một đấng cứu thế cho Inter Miami. Trong 22 trận trước khi Messi đầu quân cho Miami, họ chỉ ghi được 22 bản. Nhưng qua 6 trận đã qua, họ đã ghi tới 21 bản. Từ một đội bóng ai cũng có thể đánh bại, nay đã trở thành một câu lạc bộ có thể thắng bất cứ ai, cho dù đó có là nhà đương kim địch Philadelphia Union. Dù từng trận đấu trôi qua, đối thủ càng mạnh lên và họ nghiên cứu về Messi ngày một kỹ càng những phẩm chất thiên tài mà em Pulga đang sở hữu khiến cho anh có thể tự mình thoát khỏi cảnh lực bất tòng tâm. Và không ai khác ngoài Messi chính là cầu thủ xuất sắc, sắc nhất trận bán kết League Cup này với một siêu phẩm sút xa, bốn lần qua người thành công và ba key pass cho những người đồng đội. Hành trình của Inter Miami vẫn còn tiếp tục. Messi và những người đồng đội sẽ chờ đợi đối thủ tiếp theo ở League Cup. Và giờ, đối thủ có là ai thì họ vẫn sẽ là đội e rẻ trước sức mạnh toàn thắng của đại diện bang Florida tất cả chỉ là khởi đầu và messi chưa đầy một tháng đến đất mỹ mà anh đã đưa inter miami có lần đầu tiên trong lịch sử cảm nhận được thứ hào quang rực rỡ là như thế nào hãy cùng chờ xem liệu rằng lionel messi sẽ xuất sắc đến đâu và có đủ rồi để giúp và có đủ để giúp inter miami vô địch league cup trước khi quay trở lại mls và tiếp tục làm nên kỳ tích hay không câu trả lời sẽ có ở trận chung kết còn bây giờ bình luận viên mai anh tài cảm ơn và xin chào hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo